Ở đây đặt một ngón thôi, này vuông góc lên quạt xuống. Đấy, nhiều bạn phải dùng hai ngón tay thế này thì có nghĩa là action nó cao, thì các bạn phải dùng cả hai ngón, nhưng bình thường mình đặt một ngón như này. Đấy, nó kêu tất cả các dây thì có nghĩa là action nó vừa vừa phải rồi. Thân Guitar xin chào các bạn đang theo dõi những video review của Thân Guitar. Trong video hôm nay thì Thân Guitar sẽ review và giới thiệu cho các bạn mẫu đàn của nghệ nhân Thuần Guitar. Đây là mẫu AT04CX Custom. Thì đây là mẫu đàn do khách hàng đặt bên mình. Đây là một cái đàn của anh Thanh ở Hà Nội. Và bên tay trái là một cái đàn của bạn Thư ở Bắc Ninh. Ok. Đây là hai cái đàn khách đặt nhé. Rồi. Trong video hôm nay thì Thân Guitar sẽ làm trước cây đàn guitar cho anh Thanh để anh xem và cảm nhận âm thanh, cũng như là các bạn cùng xem và cảm nhận mẫu đàn đặt làm riêng cho các bạn trông như thế nào nhé. Đấy. Đầu tiên thì các bạn quan sát về cái đàn này. Đấy. Thì đây là một cây đàn guitar dáng A khuyết sử dụng nước sơn bóng. Đấy, sơn bóng. Ok, rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, về cấu hình của cây này thì mặt top là sử dụng gỗ thông Sitka 3A. Đấy. Lưng hông làm từ gỗ mahogany solid. Đấy, tất cả là 100% là gỗ thịt nguyên miếng các bạn nhá. Rồi. Rồi mình sẽ đi mổ xẻ từng chi tiết một này. Về phần mặt top này, các bạn có thể nhìn thấy này, cái vân của gỗ của nó rất là già và sẫm màu. Thì đây là một loại gỗ được tuyển chọn để làm nên cái đàn custom cho khách này. Đấy. Phần cầu ngựa được làm từ gỗ mun đen, là các bạn có thể nhìn thấy nó đen thui thui rất là đẹp. Đấy, đấy. Ngựa là làm từ xương nhá các bạn nhá. Đấy, rồi. Phần vát ba ve này, có vát ba ve nhá. Đấy, rồi có gì không nhỉ? Đây, viền chỉ viền đi màu đen. Đấy, chỉ viền màu đen này. Đấy, tiếp theo là qua phần hông. Đấy, phần hông là gỗ mahogany. Đấy, lưng hông là gỗ mahogany nhá các bạn nhá. Vân gỗ dày đều màu. Rồi, tiếp theo cái phần vát. À, cái phần viền cũng được đi chỉ gỗ và vát bo. Đấy, chờ rất là êm tay, nó không bị kiểu cấn. Đấy, cả trước và sau đều là chỉ gỗ các bạn nhé. Rồi, tiếp theo này, nên cái phần miệng lố thì cũng chơi kiểu nát lan hoa. Đấy, nên phần mặt phím thì sử dụng gỗ đen. Đấy, gỗ đen nhìn rất là đen thui. Đấy, nó đen thế này cho nên là cái lúc mình khảm cái chi tiết vào đây thì nhìn nó rất là đẹp và nổi. Đấy. Ở đây thì anh Thanh anh ấy có yêu cầu là khảm lá trúc cũng như là tên của anh vào đây. Đấy. Các bạn có thể quan sát nhá. Đấy. Ok. Cái phần cần đàn này cũng được làm đều hơn này. Thay vì khách hàng hay thích kiểu cần đàn của hãng Lakewood kiểu vuông vuông như này, thì đây thì anh Thanh sẽ đặt theo kiểu cần đàn kiểu chiên chiên. Rồi, khóa đúc sử dụng khóa đời dung nhé các bạn nhé. Đúc khóa đúc đời dung gôn này. Đấy. Đằng sau thì cái cần sử dụng công nghệ
chống xoắn này, công nghệ tốt nhất hiện nay mà Thuần người ta áp dụng vào đấy. Ok, tiếp theo là cái bọc chỉ cần cũng được khảm từ gỗ nhé. Đấy, các bạn quan sát cái phần gia công gót cần này, đấy là cái phần khó nhất của đàn guitar. Đấy, thì mình quan sát cái gót cần gia công rất là tốt các bạn nhé. Đấy, độ fit lối đến 99% luôn. Đấy, những cây này mình thấy là đồ hoàn thiện của nó, không có gì để chê nữa rồi. Ok, tiếp theo về đồ action mình sẽ kiểm tra action nhé. Action thì rất là thấp đấy, cần này, cần rất là thẳng này, action thấp này. Đấy, các bạn có thể đặt cái tay vào đây, đặt một ngón thôi, đấy, vuông góc lên, quạt xuống. Đấy. Đấy, nhiều bạn phải dùng hai ngón tay thế này, thì có nghĩa là action nó cao thì các bạn phải dùng cả hai ngón. Nhưng bình thường mình đặt một ngón như này, đấy, nó kêu tất cả các dây. Thì có nghĩa là action nó vừa vừa phải thôi. Action vừa phải thì giúp các bạn tập luyện nó tốt hơn. Rồi. Cái này vẫn sử dụng nan cầu lố các bạn nhé. Đấy. Rồi, sau khi quan sát xong thì mình sẽ đi vào test âm thanh. Âm thanh thì mình sẽ dùng con mic audio này và thu trực tiếp cho các bạn. Mình sẽ đánh qua để các bạn cùng nghe. Nhiều lúc sẽ vấp nhưng mình sẽ để thế để cho các bạn quan sát về âm thanh nó trung thực và chi tiết nhất nhá. Rồi, đầu tiên các bạn cùng nghe dây buông của nó này. Riêng về đàn acoustic thì các bạn phải test cái dây buông của nó phải nghe rất là hay và đều ngân. Đấy, thì sau này mình chơi nó với kiểu với đá tai được nhá. Rồi, đây mình bấm một âm này. Thank you.
Đấy. À, mình quét qua như thế để các bạn cùng nghe âm thanh cây này nhá. Thì cái thuần guitar AT04 thì mình cũng đã làm rất là nhiều video rồi. Đấy. Thì nay mình chỉ test qua thôi. Để các bạn có nhu cầu đặt hàng. Đấy, cũng như là có muốn đặt một cây đàn riêng thiết kế theo kiểu của riêng mình. Đấy, muốn khảm những cái chi tiết, những cái các bạn thích thì hãy liên hệ ngay thân Nguyễn nhé. Đấy, để được đặt một cây đàn nó rất là đẹp như này. Thời gian gia công cây đàn này tầm khoảng 2 tháng các bạn nhé. Đấy. Ok. Video này thì thân Nguyễn sẽ dừng lại ở đây để tiếp tục làm những video review tiếp theo. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm các sản phẩm bên thân guitar. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.